Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm sự quan tâm đặc biệt đến công nhân vùng mỏ, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Huyện đảo Cô Tô là địa phương duy nhất trong cả nước được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng lúc người còn sống. Ngày 9 tháng 5 năm 1961 đã trở thành niềm tự hào của người dân Cô Tô khi được đón người ra thăm. Từng là người lính biên phòng với hơn 40 năm trong quân ngũ, nhạc sĩ Vũ Đức Tạo, nguyên là chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, đã có nhiều ca khúc về đề tài Bác Hồ, người lính. Những hình ảnh giản dị của Bác, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với biển đảo và quân dân Quảng Ninh đã để lại trong ông nguồn cảm xúc sâu sắc để viết lên ca khúc Cô Tô Bác Về Thăm. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cô Tô Bác Về Thăm, sáng tác nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do ca sĩ Tuấn Anh thể hiện. Sáng tháng năm khi người về thăm đảo, biển trời sáng trong ấm vang lời sóng hát, tàu thuyền nhấp nhô xôn xao rộn bến cảng, thông reo rì rào hoa cười như vẫy chào thỏa nỗi khát khao. Thắm đào già trẻ gái trai dưng dưng niềm hạnh phúc, từ tận đáy lòng ơn sâu người như biển, con tim bồi hồi chờ đón Bác về thăm. Ôi mừng vui chào đón cháu con, vầng trán mây mông như vầng dương tỏa sáng, dấu tóc bạc phơ đẹp tựa áng mây bay, bác thăm đồng quai đồng môi hỏi thăm các cô gia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dầu.